Vẽ xin chào các bạn nha. Dưới đây là mình sẽ quay lại chi tiết quy trình vẽ bức tranh phong cảnh hoàng hôn của nhỏ này. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Để vẽ được bức tranh này thì đầu tiên mình phải chuẩn bị những màu sắc như sau. Đầu tiên là có màu vàng thư này, màu cam này. Hai màu này sẽ là nền trời nha. Với lại pha thêm một ít màu hồng này nữa thì sẽ là được nền trời. Để màu xanh này nữa thì sẽ ra được nền trời nhá. Xong rồi không thể thiếu sẽ là màu đen. Màu đen để chấm cái tán cây trong tối đấy. Đấy thì một bức tranh mà dạng galaxy đơn giản thì màu sắc nó chỉ gồm 5 màu như này thôi. Bút vẽ thì cũng đơn giản, chỉ gồm có ít nhất là ba cái bút này thôi. Đấy, hai bút cán xanh với lại một bút tỉa. Hai bút cán xanh này thì bút to mình để vào nền, còn bút nhỏ này thì mình chấm cái tán lá cây. Còn bút tỉa này thì mình sẽ vẽ thân và cành cây nha các bạn nhé. Xin mời các bạn theo dõi video.